vọng. Tìm mãi không thấy đâu là bờ, một người ở bên sẵn lòng chở che đời mình bơ vơ. Buồn chuyện tình đã lỡ duyên số hay dại khờ, ai đúng ai sai tuyển xưa cũng đã trôi xa bờ. Dòng đời nhiều gian dối lắm, tính toán lòng lừa, biết đến bao giờ thì nước mắt em không còn rơi nữa. Cuộc đời em hư hao không biết đến khi nào, thuyền em gặp bên yên bình để mình ngừng trôi. Giác nhanh nhẹn không thua gì người lớn à. Chị có muốn nuôi con nhỏ nhà tôi không? Tôi cho chị. Má tính cho chị hai hả má? Bậy bạ nè, làm gì có. Má gửi chị hai con cho người khác nuôi thôi. Đi nè con. Tú à, đi con. Đi. Ừ, Tú à. Chị hai ơi. Bị Tú. Chị hai. Nè. Ngoan ngoan ngoan. Con gọi má một tiếng má đi. Nó bậy bạ. Nó phải có trách nhiệm đền bù tổn thất cho má con tôi. Tôi không có làm gì sai hết. Tôi sẽ mướn người đi thu mua lúa rồi đem đi xây xác, sau đó cho tàu buôn ra nước ngoài, lợi nhuận sẽ không nhỏ. Nếu vậy thì tốt quá. Cuối cùng thì cũng đã có một chuyện mà em với mình có cùng ý kiến. Má con qua đây đóng tiền hộp cho con, má muốn tạo bất ngờ cho con đó. Thiệt hả cô? Tôi không có thích anh. Tôi nhất định sẽ cưới em cho bằng được. Chờ tôi đi. Cái ông này. Về con. Vô đây uống nước đi. Khát nước quá à. Đi nhanh đi bà. Có rồi đó. Chào Mỹ Tú. Ừ. Vô ngồi ghế đi. À. Ê. Nè. Lấy cho cô gói trà đi con. Dạ. Đợi con chút nha. Quá trời dạ. Không mời tụi tôi nha. Anh chè đi. Ngon quá à. Dạ đây ngon lắm. Dạ đây. Nửa ký đường cát. Cô có cần mua gì nữa không? Cho cô sao bánh ít. Dạ cho mấy đứa nhỏ ăn đi con. Dạ. Ăn vậy được rồi. Tại tôi đói bụng mà. Ăn bánh tét không chị? Thôi không ăn bánh tét đâu. Dạ người như cái đầu bánh tét. Dạ đây. Mới mốt á. Cô có mua gì? Cô nhớ ghé tiệm giúp con nghe. Ờ con yên tâm. Cô chỉ mua cho con ăn thôi. Đây nè tiền của con nè. À, thôi cô về nghe con. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Trên chuyến xe lam đông người chiều nào, xuôi mình không quen mà ngồi. Sáng giờ bán được không con? Dạ được má. Từ ngày má mở cái tiệm này á, con vui quá trời luôn. Bánh trái thì đầy đủ hết. Mà má, hay là má cho con nghỉ học luôn nha. Cái con nhỏ này, ba mày mà còn sống, ổng nghe mày nói kiểu này, ổng lột da róc xương mày ra đó. Học hành chữ nghĩa sao bỏ được. Vừa đi học, vừa phụ má bán cũng được mà. Dạ. À, má định bán thêm thịt thà cá tôm vào mỗi buổi sáng. Mấy cái thứ đó ngày nào người ta cũng cần ăn hết. Trời ơi, má tính bán thêm thịt thà cá tôm nữa hả? Thôi thôi không được đâu. Mấy cái đó hôi tanh lắm còn không bán đâu. Con nhỏ này, má chỉ vẽ thêm cho mừng ăn mà còn không chịu nữa. Con thấy nhà mình như đây là đủ rồi má. Nhà mình cũng đâu có nghèo khổ thiếu thốn gì đâu. Con định á là phụ má bán chơi chơi vài ba năm nữa, xong rồi con đi lấy chồng. Con nói cũng đúng. Con gái của má xinh đẹp vậy, nhất định á phải lấy chồng xứng đáng. Nhất định sau này cuộc sống của con phải giàu sang. Chứ sao, con gái của má mà. Đúng rồi. Tú ơi trả tiền. Nè tiền nè. Con chào cô. Cảm ơn mấy con nghe. Đi nhanh lên. No quá à. Mà má nè, hôm trước chị hai có nói chừng nào chị về không má?
Cái con đó đó hả? Chừng nào mà nó mắc về á thì nó về, có khi nào mà nó nói trước đâu. Ủa, sao tự nhiên hôm nay con nhắc tới nó vậy? Ờ thì tại con nhớ tới chị mà. Mà má, cũng ngộ ghê hết. Chị hai á, sống cực khổ vậy mà càng ngày chỉ càng đẹp ra. Tắm gội ăn uống gì cũng toàn là nước sông không à. Vậy mà tóc đen da trắng thế mà ha. Còn con á, lúc nào má cũng để dành nước mưa cho con gội đầu, mà sao tóc con không đẹp như chị hai gì hết. Con ganh tị với chị hai quá. Thì cũng tại con ngu. Hồi nhỏ, mỗi lần mà tới giờ con bú á, con ngậm vô chút là nhả ra, cứ lo ngủ mê man hà. Báo hại, con Mỹ Tiên nó dành hết sữa của má. Con á, có nhiều khi phải uống sữa bột, có khi phải uống nước cơm pha đường nữa đó. Thôi, con không chịu đâu, con bắt đền má. Ai biểu má hồi nhỏ á, không bắt chị hai nhường sữa cho con đi. Má thương chị hai quá trời. Nói thì nói vậy thôi, chứ con gái của má hả, có thua kém gì ai đâu. Con trai làng này, không phải đứa nào cũng để mắt tới con hay sao? Má ghẹo con hoài à. Đã có nhiều người dò hỏi, muốn làm xui với má. Mỹ Tú nè, má dặn điều này phải nhớ nghe. Má dặn con điều gì vậy má? Má thấy, cái đám con trai làng trên xóm dưới, không có ai xứng đáng với con hết. Bởi vậy á, không được thân thiết đặt tình cảm vô đứa nào hết, nhớ chưa? Trời trời, không lẽ má muốn con làm Nico khỏi lấy chồng luôn hả? Nói bậy bạ không hà. Má muốn con á phải chọn người xứng đáng. Con gái của má được ông trời ban cho nhan sắc, con phải biết lựa chọn cho kỹ càng, chứ đừng có nghe cái lời đường mật của đám con trai rồi ngã lòng. Má nói á, đám con trai của anh đây không có ai xứng với con, vậy lấy đâu ra ai mà lựa chọn? Con đừng lo, má sẽ chọn giùm con. Nhất định con gái của má sẽ có được một người xứng đáng, sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp. Nhất định là như vậy. Nè, chốt trắng đó, ăn không? Xè chứ. Chốt đỏ. Chốt đỏ kìa. Bà có không? Thôi tôi ăn, đôi. Trắng ngựa trắng nè. Ăn đó nha, ăn cẩn thận đó. Đánh đi, có không? Không có là tôi tới à nha. Rồi tôi tới nha. Cứ tới, phải không vậy? Hên gì mà quá. Thua hoài vậy trời. Gì mà quạo quọ vậy? Tới thì tôi tới chứ sao. Bà làm gì quạo với vậy? Không quạo sao được. Thua hồi nãy giờ 4 bàn liên tiếp rồi. Chơi tiếp đi chị em, mà biết đâu bàn sao chị thắng làm sao. Mà tôi nói nha, bà tốt phúc lắm á. Có con gái đi làm ăn xa, gửi tiền về cho chị, khỏi làm lụng gì vất vả hết. Ờ, là do tôi biết nhìn xa trông rộng. Cho con gái theo nhà người ta làm con, người ta vừa nuôi dưỡng giùm, mà nó còn báo hiếu lại cho mình nữa. Đánh đi, đánh đi. Xếp bài cái bà. Chia cái gì mà rác không vậy? Người vàng đôi. Trời ơi, hỡi luôn đi. Ăn ngon bị giật đôi rồi. Nè. Đó. Tôi đôi tới luôn nè. Phải không vậy trời? Nè, đi đi nè. Này bà ngon dữ bà. Xui gì mà xui dữ. Để tôi coi, ngày mai mấy bà thắng nổi tôi không. Đợi má.
À, chào cậu. Chào bà. Xin hỏi là bà cần chi ạ? Tôi muốn cầm đồ. Dám hỏi là bà muốn cần bao nhiêu bạn và cầm vật gì để mà tôi biết tôi định giá. Tôi cầm cái này. Tiếc quá. Cái vòng này ở tiệm tôi cầm rẻ lắm. Chắc là tôi cầm cho bà được 1.6 đồng thôi. Cái gì? Có 1.6 thôi đó hả? Đây là của hồi môn của nhà tôi, đáng giá 5.000 lận đó. Cậu coi lại giùm tôi được không? Ở tiệm chúng tôi thì không có cầm cái vòng ngọc này. Nhưng mà tôi thấy là bà đã cần bạc quá nên tôi châm trước. Chứ loại ngọc thứ phẩm này thì thôi, nếu mà bà không đồng ý thì xin mời bà dời bước giùm. Thôi được rồi, 1.6 thì 1.6. Tôi để đây 1 tháng rồi tôi lấy. Vậy cũng được. Để tôi biên giấy cầm đồ cho bà. Mà bà tên gì? Nguyễn Thị Hườm Tím. Ngó thấy cậu hình như là người nơi khác tới hả? Cậu năm nay được nhiêu tuổi rồi mà giỏi vậy? Tôi cũng gần 30 rồi. Thật ra tôi cũng mới mở tiệm ở đây thôi. Tôi có một tiệm lớn hơn ở Mỹ Tho. Tôi muốn mở thêm chi nhánh ở đây để mà tạo công ăn việc làm cho bà con. Đây, cô ba đây. Cảm ơn. Nè. Cảm ơn. Tám à. Dạ. Ra coi tiệm nè. Dạ. Má, má làm gì mà lâu lắc quá vậy? Con ở ngoài này chờ má xấu hổ muốn chết à. Thì phải trả giá chứ. Cái vòng đó là cái vòng hồi môn, nó quý giá lắm biết không? Tao nghe má mày nói đưa tiền cho mày để trả tiền hàng mà. Tiền con mắt của mày á. Mày thấy trong người tao có tiền không? Không có. Mày thả tao ra. Đưa cho mày. Mày Bắt nó lại cho tao. Mày đưa lại. Bắt đầu con tên. Rút đầu. Chạy. Chạy hả? Có sao không? Gì vậy? Tính cho tôi tiền giải cứu anh hả? Cho em hết đó. Chỉ cần hứa với anh là em làm vợ anh nha. Tôi không có thèm đâu. Nè, rồi em định bỏ đi vậy hả? Em đi rồi tụi nó quay lại đánh anh thì sao? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải hứa với tôi á, là từ rày về sau không nhắc tới chuyện cưới xin nữa nha. Tôi không có thích anh đâu, mà tôi cũng không thích lấy chồng. Tôi ở vậy với má tôi, anh biết chưa? Thôi đi về đi. Nghe lời má. Vô đi con. Thôi mà má, con không vô. Nghe đâu má. Vô đi, vô đi. Má xin lỗi, con có sao không vậy? Tôi xin lỗi cô, do tôi thô thiển quá, đi ra mà không báo trước. Tôi xin lỗi, cũng do tôi sơ ý quá,
Cũng tại cái vòng ngọc kia. À, nếu là công chuyện á thì xin mời bà và cô vào trong nhà để mà bàn tính. Mời bà. Cảm ơn cậu. Mời cô. Uống nước đi. À, chiếc vòng á, nó là của nhỏ này. Nó tính vô sinh cậu, gia hạn thêm một thời gian rồi đặng mới lấy về được. Nhưng mà nó ngại nên tôi dắt nó tới đây để nói giùm. Có sao đâu, vài bữa nữa khi nào mà bà có tiền thì tới đây chùa cũng được, không có sao đâu. Ừ, tôi cũng ngần ngại chuyện lạng gì. Ba nó vừa mất, nó cũng nhớ cái vòng mà ba nó tặng cho nó, nên nó muốn ngắm cái vòng của ba nó một chút, nó về nó cũng cam lòng. Sẵn tiện cũng trình bày khó khăn với cậu để cậu thông cảm. Má, má bắt con tới đây chứ bộ. Cái vòng đó có phải là ba con cho con đâu. Ngồi im đó, để má làm chủ. Con chỉ cần giả vờ như chiếc vòng đó là thân thuộc với con. Con phải khóc như thiệt nghe không? Nhưng mà khóc bằng sao? Ây da, má, đau con. Nè, đây nè, tôi cho cô mượn lại nè. Cô đừng có khóc nữa, cô khóc á, kẻo có người lại đau lòng. Là bà đây. Trời, cậu coi đó, con gái tôi á, nó đáng thương lắm. Nó mất cha rồi mà cứ khóc như vậy hoài. Nhà tôi cũng khó quá, cho nên không có chuột tín vật về được. Đành xin cậu cho con nhỏ nó được lui tới để nhìn cái vòng đỡ nhớ cha nó. Em cứ qua đây đi, rồi tôi dặn sắp nhỏ đón tiếp em chu đáo. Chứ vài bữa nữa tôi về Mỹ Tho có công chuyện, sợ không gặp được em. Chàng ơi, vậy là quá tốt rồi. Mà cậu thường về Mỹ Tho lắm đà. Cậu về thăm mợ ở nhà hả? Tôi làm gì có ai, vẫn còn mình ên nè. Tại vì xấu trai với lại vô duyên, nên làm gì có cô gái nào chịu trao thân gửi phận cho tôi. Nè, má thấy mối này được lắm đó. Con ráng chăm chút bản thân để giữ cái mối này đó. Thiệt hả má? Mà má, con thấy lo lo sao á. Đờn ông như ảnh, thiếu gì đàn bà con gái xếp hàng. Nhưng mà má thấy mắt nó nhìn con dữ lắm. Yên tâm ha. Bà làm bài được không? Còn bà làm được không? Cũng được. Hồi nãy có mấy câu tôi làm đại luôn á, không biết đúng không? Chắc không sao đâu nha. À, ủa, mà trước sau mình cũng biết điểm đúng không? Đúng rồi đó. Trời, hôm nay làm bài khó quá trời luôn á. Ai cũng chịu học chi. Bài đó cô dạy đủ rồi. Nhưng mà đã là tôi quên bài mà. Mấy bà không ai chỉ cuối trơn. Học mà quên, học làm gì? Thôi mà hồi chị mượn tập chép nè. Kệ tôi. Ý, cô Tú đây mà. Chào anh. Chào cô. Đây, bà đi trước đi. Tôi về nha. Nhà cô Tú ở đâu mà đi đây? Nhà em ở trong kia kìa. Đi hết con đường này tuốt lút ở trỏng luôn á. Mỹ Tú. Ý, chờ chị về với. Chị hai về thăm nhà hả? Mấy nay má trông chị lắm luôn á. Tại vì chị cũng phải đi học nên về trễ đó. Dạ.
Thôi chị em mình về. Cái xứ gì mà con gái đẹp quá đa. Biết lấy tiền ở đâu mà trả cho người ta đi. Chị có nước bán đi ruộng đất. Chị hai mua thịt mỡ cho em hả? Vậy tí nữa chị kho sả ớt cay cay cho em ăn nghe. Ừ, chị nhiều phần cho em ăn hết luôn đó. Chị hai nói rồi nha. Em mà ăn hết đừng có khóc ròng à. Ừ. Thưa má con mới về ạ. Thưa má con mới đi học về. Con đó ăn mỡ nhiều mập thù lù. Đừng nói làm sao không có cua được cậu Thắng nha. Cha đã háo sắc thay ớn chứ không có chung thủy đâu má. Sao con dám nói vậy? Ai làm gì con? Thì lúc nãy đi học về con gặp ổng trên đường. Ổng nhìn chị hai á hả, muốn say như điếu đổ luôn. Mỹ Tiền xuống bếp làm đồ ăn đi con. À, tháng này con có đem tiền về cho má không vậy? Dạ có chứ má. Xíu con đưa cho má. Giờ con xuống bếp nấu cơm cho em Mỹ Tú ăn nha má. Mà sao hôm nay con về trễ vậy? Má con á, cấp này khỏe không? Dạ má con mới đau một trận nên con phải chờ má khỏe rồi mới về đây đưa tiền cho má nè. Con ăn ở vậy là phải đó. Cố gắng chăm sóc cho má con tốt nghe không? Dạ. Má. 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 Má để đó con làm cho. Má vô nghỉ đi má. Thôi mà, má khỏe rồi để cho má làm. Công chuyện gì cũng dành bắt má ngồi không, má chịu không có được. Má vất vả nhiều rồi. Bây giờ con muốn má được thảnh thơi. Má thiệt may mắn khi có con. Con mới là người may mắn khi được làm con của má đó. Nhưng mà má cứ thấy mình có lỗi. Má không có cho con được cuộc sống đàng hoàng như người ta. Cứ bắt con lên đên sông nước, sống kiếp thương hồ với má. Thấy tội quá. Má, con không có thấy mình thiệt thòi chút nào hết á. Ngược lại, con thấy mình may mắn lắm. Tại vì đời sống thương hồ thì con được đi nhiều nơi nè. Tới mỗi nơi thì con đều được má chỉ cho con đủ cách để đương đầu với khó khăn. Nịnh má không? Không, con không có nịnh má. Con nói thiệt á. Nhờ có má mà con mới biết là có má yêu thương tuyệt vời đến như thế nào. Má, con không có ý đó đâu. Má biết mà. Nhưng mà mỗi bà mẹ có một cách thương con khác nhau. Má ruột của con nghiêm khắc với con thì cũng là để tốt hơn cho con thôi, hiểu không? Dạ, con hiểu. Lâu lâu con mới buồn một xíu thôi à. Ừ. Chứ thật ra con không có giận má ruột của con đâu. Ừ. Không có ai mà đi ghét bỏ đứa con mà mình đứt ruột sinh ra hết á. Như má nè, má đâu có sinh ra con đâu. Má còn thương con như vậy, nói gì. Đừng nghĩ gì nữa nha không? Dạ, con biết rồi.